Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 7, sách kết nối tri thức, bài tập cuối chương 1. Rồi, các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 7, sách kết nối được thầy giáo đặt trong phần sách phát ở cuối video này. Trước hết là các em làm bài tập 1.35. Hình 1.14 mô phỏng vị trí của 5 điểm A, B, C, D, E so với mực nước biển. Biết rằng độ cao tính theo đơn vị km so với mực nước biển của mỗi điểm là một trong các số sau. Quan sát hình và cho biết độ cao của mỗi điểm. Rồi, các em quan sát hình 1.14. Thì cái vạch màu đen này chính là mực nước biển. Thấp hơn mực nước biển thì độ cao thể hiện là giá trị âm. Còn trên mực nước biển thì độ cao thể hiện là giá trị dương. Bằng mực nước biển, độ cao thể hiện là 0. Rồi quan sát hình 1.14, chúng ta thấy vị trí của các điểm A, B, C, D, E được sắp xếp theo thứ tự độ cao tăng dần. Thấp nhất là D, ta có D nhỏ hơn E, E nhỏ hơn C, C nhỏ hơn A, A nhỏ hơn B, cao nhất là B. Rồi bây giờ các em sẽ sắp xếp các số đo này theo thứ tự tăng dần. Từ đó các em sẽ so sánh với cái này để chúng ta tìm ra được là độ cao của mỗi điểm là ứng với bao nhiêu km. Rồi trước hết là các em so sánh các số này với nhau và các em sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần. Rồi các em biết là các số âm bao giờ cũng bé hơn 0, 0 bao giờ cũng bé hơn các số dương. Ở đây có hai số âm và hai số dương. Vậy trước hết là các em phải so sánh hai số âm với nhau, sau đó là các em so sánh hai số dương với nhau, từ đó chúng ta mới sắp xếp được. Trước hết là các em so sánh âm 25/12 với âm 5/6, số nào lớn hơn, số nào bé hơn. Âm 5/6, chúng ta sẽ đưa phân số này về, phân số có mẫu là 12, cho nó cùng mẫu số với phân số này. Sau đó là chúng ta so sánh. Các em lấy 12 chia 6 bằng 2. Vậy các em nhân cả tử và mẫu của phân số này với 2. 5 x 2 bằng 10, 6 x 2 bằng 12. Âm 10/12. Thì nó sẽ lớn hơn âm 25/12. Được chưa? Ta có 10/12 bé hơn 25/12. Nhưng khi đặt dấu trừ đằng trước cả hai phân số thì dấu so sánh nó sẽ đổi chiều ngược lại. Âm 10/12 lớn hơn âm 25/12. Rồi tiếp theo, các em so sánh hai số dương. 33/12 rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho 3. 33 chia 3 bằng 11, 12 chia 3 bằng 4. Bây giờ các em quy đồng mẫu số của 11/4 và 79/30. Trước hết là các em tìm bội chung nhỏ nhất của hai mẫu là 30 và 4. Ta tìm được bằng 60. Vậy quy đồng mẫu số của phân số này, các em lấy 60 chia 4 bằng 15. Vậy chúng ta có 11 x 15 bằng 165, 4 x 15 bằng 60. Tiếp theo là 79/30. Các em quy đồng bằng cách lấy 60 chia 30 bằng 2. Vậy ta có 79 x 2 bằng 158. 30 x 2 bằng 60. 158 nó bé hơn 165. Cho nên 158/60 sẽ bé hơn 165/60. Mà cái này nó chính là 33/12. Đến đây thì chúng ta dễ dàng sắp xếp được các số này theo thứ tự tăng dần. Bé nhất là
âm 25 phần 12. Âm 25 phần 12 bé hơn. Bé hơn âm 5 phần 6 đúng không? Âm 5 phần 6 bé hơn 0. 0 bé hơn 79 phần 30. 0 bé hơn 79 phần 30. 79 phần 30 bé hơn 33 phần 12. Được chưa? Rồi tiếp theo. Theo hình 1.14, ta có vị trí của 5 điểm A, B, C, D, E so với mực nước biển được sắp xếp theo thứ tự độ cao tăng dần là thấp nhất là điểm D, sau đó cao hơn là điểm E, cao hơn điểm E là điểm C, cao hơn điểm C là điểm A và cao nhất là điểm B. Bây giờ các em sẽ so sánh với cái dãy số mà chúng ta vừa sắp xếp. Thứ tự độ cao này nó sẽ ứng với các số này. Nó sẽ ứng với các số này. Dựa vào đây mà các em tìm ra thôi. Trước hết là các em tìm độ cao của điểm A. Rồi, D, E, C, A, B. Ta có D này, E này, C này, A, B. Được chưa? Vậy độ cao của điểm A là D, E, C, A, B. D, E, C, A, B. A là 79 phần 30. Và đơn vị là km. Theo đề bài cho đơn vị là km. Rồi tiếp theo là độ cao của điểm B. A, B. A đây thì B đây. B là 33 phần 12. Đơn vị đo là km. Tiếp theo là độ cao của điểm C. D, E, C. D, E, C. C là 0. Tiếp theo là độ cao của điểm D. D đầu tiên. D là âm 25 phần 12 km. Rồi tiếp theo là độ cao của điểm E. E thứ hai. E đây. E là âm 5 phần 6. Âm 5 phần 6 km. Được chưa? Tiếp theo là kem sang bài tập 1.36. Tính giá trị của các biểu thức sau. Rồi các em tính giá trị của biểu thức thứ nhất. Ta có 3 mũ 12. 3 mũ 12 thì các em có thể viết thành 3 mũ 12 nhân 1. 3 mũ 15 các em phân tích thành 3 mũ 12 cộng 3. Mục đích để chúng ta tách ra 3 mũ 12. Được chưa? 1 cộng 3 mũ 3 các em giữ nguyên. Rồi chúng ta có 3 mũ 12 nhân 1 này. Cộng với 3 mũ 12 nhân 3 mũ 3. Có đúng là nhân 2 lũy thừa cùng cơ số. Ta giữ nguyên cơ số, lấy số mũ cộng với số mũ, đúng không? Ngược lại thì 3 mũ 12 cộng 3. Các em phân tích thành 3 mũ 12 nhân 3 mũ 3. Được chưa? Ở dưới là 1 cộng 3 mũ 3 để nguyên. Rồi đến đây chúng ta nhận thấy tử số nó có dạng giống như là cái biểu thức này. A nhân B cộng A nhân C. Trong đó A chính là 3 mũ 12. Đúng không? B là 1 và C là 3 mũ 3. Các em sẽ áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Các em đưa nó về dạng là A nhân B cộng C. Ở đây A là 3 mũ 12. Nhân với B cộng C. B là 1. C là 3 mũ 3 nhân với 1 cộng 3 mũ 3. Ở dưới là 1 cộng 3 mũ 3. Rồi ở trên có 1 cộng 3 mũ 3. Các em chia cho dưới là 1 cộng 3 mũ 3 là bằng 1. Kết quả cuối cùng là chỉ còn lại là 3 mũ 12. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Câu B thì trước hết là các em sẽ thực hiện phép tính bên trong dấu ngoặc trước này. Sau đó các em mới tính lũy thừa. Một phần hai nhân cả tử và mẫu với ba. Một nhân ba bằng ba. Hai nhân ba bằng sáu. Hai phần ba các
Em nhân cả tử và mẫu V2, trừ đi 2 nhân 2 bằng 4, 3 nhân 2 bằng 6. Ở bên ngoài em vẫn để bình phương nha. Rồi em nhớ này, nhân hai lũy thừa cùng số mũ, cùng số mũ khác cơ số, thì em giữ nguyên số mũ, giữ nguyên số mũ là 3. Rồi em lấy cơ số nhân cơ số, 0,125 nhân 8, và số mũ bên ngoài là 3. Chia hai lũy thừa cùng số mũ khác cơ số thì ta cũng giữ nguyên số mũ, giữ nguyên số mũ, em lấy cơ số chia cơ số, âm 12 chia 6, số mũ vẫn giữ nguyên là 4. Ba trừ 4 bằng âm 1, mẫu là 6, bình phương, được chưa? 0,125 nhân 8 bằng 1, ta cộng với 1 mũ 3. Âm 12 chia 6 bằng âm 2, ta trừ đi âm 2 mũ 4. 2 chia cho âm 1 phần 6 bình phương bằng 1 phần 36. Được chưa? Âm 1 bình phương bằng 1, 6 bình phương bằng 36, 1 mũ 3 bằng 1, trừ đi âm 2 mũ 4 thì bằng 2 mũ 4. Số mũ là số chẵn thì dấu âm này các em có thể bỏ đi. Còn nếu số mũ là số lẻ thì kết quả của lũy thừa nó sẽ mang dấu âm. Được chưa? Ở đây số mũ là số chẵn cho nên kết quả của lũy thừa nó sẽ mang dấu dương. Các em chỉ việc tính 2 mũ 4 thôi. 2 mũ 4 bằng 16. 2 chia cho 1 phần 36 bằng 2 nhân 36 phần 1. Tức là 2 nhân 36. Cộng với 1. Trừ đi 16. 2 nhân 36 bằng 72. Cộng với 1. Trừ đi 16. Cộng 1 trừ 16. 72 cộng 1 bằng 73. 73 trừ đi 16 thì bằng 57. Tiếp theo là các em sang bài tập 1.37. Chị Trang đang có 3 tháng thực tập tại Mỹ. Gần hết thời gian thực tập, chị Trang và bạn có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc chia tay trước khi về nước. Chị ấy dự định mua 4 cái bánh pizza, mỗi cái giá là 10,25 USD. Chị Trang có phiếu giảm giá là 1,5 USD cho mỗi cái bánh pizza. Hãy tính tổng số tiền chị ấy dùng để mua bánh. Ở đây chị mua 4 cái, mỗi cái là giá 10,25 USD. Mà chị có phiếu giảm giá cho mỗi cái là 1,5 USD. Vậy trước hết là các em phải tính xem là sau khi giảm giá thì mỗi cái bánh nó có giá là bao nhiêu tiền. Rồi các em nhớ đồng đô la Mỹ viết tắt là USD. USD là từ viết tắt của United States Dollar, là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ. Giống như là Việt Nam có đơn vị tiền tệ chính thức là đồng. Trước hết là các em tính giá một cái bánh pizza sau khi đã giảm giá là, rồi một cái là 10,25 USD, giảm giá 1,5 USD. Các em lấy 10,25 trừ 1,5 thì giá còn lại là 8,75 USD. Rồi sau khi giảm giá thì một cái bánh có giá là 8,75 USD. Rồi vậy tổng số tiền chị Trang dùng để mua bánh là, một cái là giá là 8,75, 4 cái, em lấy 8,75 nhân 4 bằng 35 USD, được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập 1.38. Bố của Hà chuẩn bị đi công tác bằng máy bay. Theo kế hoạch, máy bay sẽ cất cánh lúc 14 giờ 40 phút. Bố của Hà cần phải có mặt ở sân bay trước ít nhất 2 giờ để làm thủ tục. Biết rằng đi từ nhà Hà đến sân bay mất khoảng 45 phút. Hỏi bố của Hà phải đi từ nhà muộn nhất lúc mấy giờ để đến sân bay cho kịp giờ bay. À, theo kế hoạch,
Máy bay sẽ cất cánh lúc 14 giờ 40 phút mà bố của Hà cần phải có mặt ở sân bay trước ít nhất 2 giờ. Vậy bố của Hà phải có mặt ở sân bay muộn nhất là lúc à trước ít nhất là 2 giờ. Trước ít nhất 2 giờ mà lúc 14 giờ 40 phút là cất cánh. Vậy bố của Hà phải có mặt ở sân bay muộn nhất là lúc 14 giờ 40 phút trừ đi 2 giờ. Được chưa? Trước giờ bay là 2 giờ. Vậy bố của Hà phải có mặt ở sân bay muộn nhất là lúc 14 giờ 40 phút trừ đi 2 giờ. Các em lấy 14 trừ 2 bằng 12, tức là 12 giờ 40 phút. Rồi các em đã học cách trừ số đo thời gian ở chương trình môn toán lớp 5 rồi, đúng không? Bố của Hà phải có mặt ở sân bay muộn nhất là lúc 12 giờ 40 phút. Mà từ nhà Hà đến sân bay mất khoảng 45 phút. Vậy bố của Hà phải đi từ nhà muộn nhất là lúc. À, các em lấy cái thời gian này, các em trừ đi thời gian đi. 12 giờ 40 phút trừ cái thời gian mà bố Hà đi từ nhà đến sân bay là 45 phút. Rồi các em trừ như thế nào? Ở đây 40 phút thì nó không trừ được 45 phút rồi. Vậy các em phải tách 1 giờ ra. Các em tách 1 giờ ở đây ra. Tách 1 giờ ra thì còn lại là 11 giờ. Còn lại là 11 giờ. 1 giờ tách ra các em đổi thành 60 phút. 60 cộng 40 bằng 100 phút. Như vậy là 12 giờ 40 phút bằng 11 giờ 100 phút. Bây giờ các em trừ đi 45 phút thì nó rất là dễ dàng. 100 trừ 45 bằng 55. 11 giờ hạ xuống. Như vậy là bằng 11 giờ 55 phút. Được chưa? Bố của Hà phải đi từ nhà muộn nhất là lúc 11 giờ 55 phút cho kịp chuyến bay. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.